Hi, xin chào mọi người, mình là Trường Chí Tâm. Thì hôm nay mình sẽ theo yêu cầu một bạn trên YouTube để mà hướng dẫn cho bạn đó. Bạn đó cứ là nhờ mình làm hoài nhưng mà mình không biết cách nào để mà chỉ cho bạn đó. Tại vì bạn đó nhờ đặc biệt một điều là bài xì dách mà chia dưới đít. Thì mình thấy nó không phổ biến mấy, tại ít có người chơi. Hay là hồi đó giờ mình chưa thấy ai chơi bài xì dách mà chia ở dưới đít hết, nên là mình không có làm clip. Nhưng mà mình thấy bạn đó hay mà yêu cầu mình làm mà nhiều lần rồi, nên hôm nay mình sẽ làm một cái clip này để dành riêng cho bạn đó. Thì dách mà chia dưới đít thì không biết là hiểu như thế nào, mình không biết à. Giờ đại khái là như thế nào mình cũng chưa biết được, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm mô phỏng vài cái cho bạn đó coi có đúng hay là sai, để mà có gì lần sau bạn đó góp ý mình. Và bây giờ mình sẽ làm cho mọi người coi. Ví dụ như bây giờ xì dách là 6 nhà đi ha, mình sẽ làm 6 nhà. Và bây giờ mình muốn cho mọi người coi xác thực hơn, mình sẽ lấy cái hai con mắt để làm cho mọi người coi. Thì hai con mắt này mình sẽ đặt ở dưới cùng để cho nó chính xác luôn ha. Giờ mình sẽ làm 6 nhà. Rồi. Thì mình xào bài xong thì mình cắt bài ra chập lên ha. Thì 6 nhà là mình sẽ chia từ bên đây trước đó. Theo ý như bạn đó là như vậy hay sao mình không biết. 5 nhà mình đây. Thì cái video này thì mình cũng không có hiểu rành về cái kỹ thuật mấy, nên á mình sẽ làm đại khái, không có biểu diễn gì hết, làm hướng dẫn trực tiếp luôn. Đó, hai mắt ha. Giờ mình thử lại cái nữa cho mọi người coi nha. Bây giờ mình sẽ chơi 8 nhà đi ha. Chín nhà luôn, bài này mình xài 9 nhà luôn. Cắt bài ra. Đây. Chắc ý bạn nói là gì quá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì mọi người thấy được cái độ chính xác của nó rồi đúng không? Thì làm thế nào mà mình làm được như vậy? Cũng rất đơn giản thôi. Nhưng mà mình không biết là cái chỗ bạn đó chơi là có cắt bài là không ha. Thì bây giờ mình sẽ làm hai cái vấn đề. Một vấn đề là vấn đề sao là xào rồi chia luôn. Vấn đề thứ hai là cắt bài ha. Thì làm gì làm mình sẽ gom được hai cái con mình cần. Xì dách mình sẽ để dưới. Rất là dễ, có hai con bài mình gom sao mà hai con mình cần mình để dưới rất là dễ ha. Ví dụ mình chơi 5 nhà đúng không, mình kẹp xuống, kẹp lá trên lá dưới xuống, rồi mình xào thêm 3 lá nữa, 1, 2, 3 đó, chập lên. Rồi mình xào thêm 4 lá nữa, 1, 2, 3, 4 chập lên, kẹp một lần thôi nha mọi người. Đó, thì cái phần này là xong rồi nè. Đó, cái phần này là xong rồi. Đó, thí dụ như là không chỗ bạn đó chơi không cần kinh đúng không, mình xào vậy nè. Chỗ bạn đó chơi không cần kinh đó, mình xào xong mình chia luôn. Đó. Đó. Mình làm như thế nào là mình xào chia xong rồi mình chia luôn được. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đây. Hai con ếch. Thì mọi người thí dụ như quýnh 5 nhà là 4 tem đúng không? 4 tem là 4 cái lá phải cần chia bỏ. Thì mình kẹp lá trên lá dưới xuống là lá mình cần với một lá bỏ nè. 4 tem thì còn thiếu 3 lá nữa đúng không? Mình xào thêm 3 lá nữa, 1 2 3 chập lên. Đó. Còn
thêm một vận tem nữa mới tới mình. Tại vì nếu mà rút cái này trước là mắt con ếch của mình, sao mình sẽ xài thêm 4 lá ngẫu nhiên cho 4 người chơi chung với mình nữa cùng mới tới con ếch của mình ha. Sao nè, 1, 2, 3, 4 chập lên đó. Thì cái phần này nó đã set up xong rồi nè, mọi người thấy không? Đó, 4 con ngẫu nhiên, một con của mình, 4 con ngẫu nhiên, một con của mình. Đó. Làm như thế nào? Nếu mà mình xài ít vậy mình chia luôn thì cũng được, nhưng mà nó hơi nhìn nó hơi lẹo quá. Đó, mình sẽ đẩy phần bài tới chút. Mình xào ra ha. Đó. Mình chập phần bài lên. Đó, chập lên thì mình cũng hướng dẫn mọi người nhiều, mà chập lên nó đâu có ngay đâu. Nó sẽ dư cái góc này ha. Dư dư cái góc này. Đó, thì mình cứ xào bình thường thôi. Đó. Mình lấy cái tay này, mình sẽ đẩy cái góc này lên, rồi mình cầm những cái phần nãy giờ mình xào dưới á, xào lên trên. Đó, thì ở dưới là cái phần setup mình nãy giờ đây. Đó, ha. Bây giờ tới cách thức thứ hai là người ta kinh bài. Đó, thì mình xào lại lần nữa cho mọi người kia xem nè. Lần kẹp một lần nha mọi người, kẹp một cái. Nếu mình chơi 5 nhà, chơi 6 nhà thì sẽ có 5 tem. Thì đây đã có một lá có tem, mà mình xào thêm 4 lá nữa, 1 2 3 4 chập lên. Rồi mình xào thêm một lần bài ghét của tem nữa, xào 5 nhà đã 5 tem mình 5 lá nữa, 1 2 3 4 5 chập lên. Đó. Như vậy đã xong rồi, đúng không? Nhưng mà mình làm như thế nào mà cho người ta kinh ngay cái phần này, để cho mà mình rút cái phần này chia đó, ha. Đơn giản là mình xào xong mình bẻ nhẹ cái ha, mình xào tiếp đó, mình xào tiếp, mình rút phần nửa ra đó, chập lên, xào vài lá xuống rồi đó, mình làm dấu xong rồi mình chập nó lên, cắt bài ra đây. Thì mình sẽ chia ra 5 tem với mình. Thì chỗ nào mà có cách thức chơi như vậy á, thì mọi người xem. Còn những người nào mà chưa từng biết cách chơi này, hay là cũng chưa chơi bao giờ luôn, thì coi như coi cho vui nha mọi người. Tại vì mình cũng chưa chơi bao giờ, cũng chưa từng thấy ai chơi, nên là mình làm theo yêu cầu thôi. Giờ mình sẽ làm lại một lần nữa cho mọi người xem. Hai con mình cần trong bài xì dách mình sẽ bỏ ở dưới đây ha. Thì lần đầu tiên, ví dụ bây giờ mình quýnh 7 nhà đi, 7 nhà thì mình kẹp một cái xuống. Thì mọi người biết được một điều là con dưới là của mình cần, con trên là ghét. 7 nhà thì có 6 nhà tem thì nó cần 5 lá ghét nữa, 1, 2, 3, 4, 5 chập lên. Thì lần này đâu còn lá nào kẹp nữa đâu, thì mình phải xào đúng 6 nhà của tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó. Thì xào xong 6 nhà không, rồi mình làm dấu bài cái đó, rồi mình chập phần bài này lên đây đó, mình xào xuống thì bỏ xuống. Thì nó đã có cái ngắn sẵn rồi, ai kinh cũng vậy, ngắt bài ra đây. Thì mình sẽ chia ít của mình đó, nó cũng đơn giản thôi. Thì hôm nay thì mình tặng riêng video này cho các bạn đó hay hay hỏi mình, tại hỏi rất nhiều lần nên mình sẽ làm mình cho bạn đó, chứ mình thấy cũng ít ít ai chơi cái này, chưa mình chưa từng thấy luôn đó. Nếu mọi người nào là chỗ mọi người có chơi thì hãy áp dụng, còn nếu mà không có chơi thì coi cho vui thôi cũng được. Ai mà thích video này của mình thì hãy để lại một like, hoặc có gì cần mình giải thích hay giải mã hay là hướng dẫn thì hãy comment ở bên dưới. Xin chào và tạm biệt mọi người.